Cô Hiền Lao Công có nói với anh á là ngày hôm qua trong lúc mọi người đi họp, cậu thấy là em lấy sợi dây chuyền ở trên bàn của Chi rồi bỏ vào trong giỏ của Lành. Chuyện này có thiệt không anh Phước? Anh cũng bán tin bán nghi, sau đó check lại camera thì đúng như những gì cô Hiền nói. Em làm gì? Em làm gì? Chị cũng đang thắc mắc á, em làm vậy chi vậy? Em làm vậy chi vậy Tiên? Tại sao phải làm vậy? Tại sao phải vu oan cho người khác? Tại sao phải hại Lành? Em... Tại sao? Em ghét nó. Tại nó vào công ty mà nó giả nai. Nó đi quyến rũ người khác. Quyến rũ ai? Quyến rũ anh. Chị Tiên, chị nói cái gì kỳ cục vậy? Anh Phước á, anh là anh họ của em mà. Làm gì có mấy cái chuyện nó xảy ra. Anh họ? Đúng rồi. Tao không tin. Rõ ràng á là tao thấy mày cầm ly nước, mày cố tình á hả, mày đổ vào người ảnh, xong rồi mày còn xà nẹo với ảnh nữa. Chị Tiên, chị hiểu lầm rồi. Thực ra anh Phước là anh họ của em. Em và cả ảnh đều không muốn mọi người nghĩ là em bước chân được vô công ty này á là do có mối quan hệ với anh Phước. Nên ảnh mới dặn em á là không được nói cho mọi người biết đó. Chắc không sao đâu. Biết sao không? Tại mấy bữa rày vô công ty làm nên em phải tập mang giày cao gót á, chưa có quen, đau chân quá. Hay là có cần anh chở đi mua cái đôi dép thấp hơn xíu không? Thôi, không sao đâu, được rồi. Từ khi em đi làm á, anh mua cho em nhiều lắm rồi, giày dép rồi quần áo hay nữa nè, em tập đi được mà. Biết rồi, mấy mốt á, mặc bộ đồ nhớ xin nhanh đây nha. Hai đứa mặc y hệt nhau. Thì cái bộ đồ đẹp của anh mua cho em, sao anh mua cho anh bộ đó. Thôi em đi làm nha. Cẩn thận nha. Dạ. Con hồ ly tinh. Chị về trước nha. Dạ, em chào chị. Bye Chi. Về cẩn thận nha chị Chi. Ừ. Ủa? Ủa? Cái sợi dây chuyền của chị đâu rồi? Tìm kỹ chưa? Cộng dây chuyền của em lúc nào cũng đeo trên cổ mà. Đúng rồi đó. Thì đúng là vậy, nhưng mà ý là em thấy nó bị xỉn màu á. Cái là lúc tới đây nè, em có thám để đây nè, để giờ tan làm gì em đi đánh mà. Sao giờ không thấy nữa vậy? Chị Chi tìm kỹ trong túi thử coi. Trời ơi, cái sợi dây chuyền đó cũng có chục triệu đó chứ không phải ít đâu. Coi chừng có người lấy rồi đó. Bộ bữa nay có người lại vô văn phòng của mình hả em? Không, đâu có ai đâu. Thì nhiều khi ở đây có ai đó nghèo khó, cả đời làm á không mua nổi sợi dây chuyền vậy. Cái bây giờ thấy á thì nổi lòng tham sao? Ủa Tiên, ý em nói là người trong phòng mình lấy á hả? Em ăn nói bậy bạ coi chừng mất tình đồng nghiệp chết đó nha. Em có nói đâu, thì em nói phong long vậy thôi. Còn ai có tật á thì tự giật mình. Em không có lấy. Nhột hả? Tôi đâu có nói cô đâu. Nếu mà chị Tiên không tin đó, chị cứ qua chị kiểm tra đi. Cái này á là cô nói tôi là xét túi cô, chứ không phải tôi tự động nha. Thôi mà, đồng nghiệp với nhau mày tra xét cái gì? Anh Tuấn, anh cứ để cho chị Tiên xét đi, không có sao đâu. Bây giờ người ta nói xét rồi thì mình cứ xét đi, để minh oan cho người ta. Nhiều khi sợi dây chuyền nằm trong đây rồi thì sao? Sợi dây chuyền của chị nè. Anh Tuấn, cái sợi dây chuyền của em hay đeo nè. Lành, cái này là sao? Không, em không biết. Em không có lấy sợi dây chuyền của chị. Lành, chị nói em nghe nha. Nếu như mà em có hoàn cảnh khó khăn hay là em cần tiền á thì em cứ nói với chị. Hỗ trợ được bao nhiêu chị giúp, chứ sao em lại làm như vậy? Dạ không có. Chị tin em đi, em không có lấy sợi dây chuyền của chị thiệt mà. Hồi nãy á, anh Tuấn mà cả nể, không cho xét giỏ thì á, hả, bị trúng đòn, thao túng tâm lý rồi còn gì nữa, là rơi vô bẫy của cô ta rồi. Dạ không có. Chị Tiên, chị Chi, tin em đi, em không có lấy sợi dây chuyền của chị thiệt. Em cũng không biết tại sao nó nằm trong túi của em nữa. Bây giờ em muốn giải thích cái gì cũng được hết á. Em muốn nói cái gì là quyền của em mà. Em không có lấy thiệt mà.
Chị Chi, em không lấy, tại sao sợi dây chuyền nằm trong túi của em bây giờ tan chứng vật chứng rành rành, còn đứng đây cãi chày cái cối thì ai mà tin cho được. Em nói thật đó, em không có lấy sợi dây chuyền của chị thiệt mà. Nói nghe nè, mình bớt bớt diễn lại cái nét hiền thục đi nha. Cô có thể qua mắt được mọi người trong đây, nhưng mà cô không qua mắt được tôi đâu. Tôi là tôi canh me cô lâu lắm rồi, hôm nay là tôi mới lật mặt cô cho lòi cái bộ mặt đó hả, giả ngu giả ngơ của cô ra mà lòng dạ thì tham lam. Em không có. Thôi thôi thôi, mọi người đừng có cãi nhau nữa. Bây giờ vậy nha, trường hợp của Lành á là Tuấn sẽ báo cáo lên cấp trên để cấp trên xử lý, được không? Được, em thấy như vậy là đúng đó. Em không chấp nhận cái việc là làm chung với một đứa ăn cắp như nó đâu. Em không có thiệt mà. Anh Tuấn, anh cũng nên báo cáo sớm sớm với sếp đi, chứ để cái thể loại này công ty á không ổn đâu. Nên cho một vé nghỉ việc sớm nha. Còn mặt mũi nào mà đi làm nữa. Mọi người, cái việc mà mình á thở chung một cái bầu không khí với lại một cái con nhỏ nhà quê mà còn ăn cắp vậy á, mọi người có cảm thấy là một nỗi sỉ nhục không? Chứ em á hả là, trời ơi, em thấy đây là một cái nỗi hả là sỉ nhục ghê gớm với bản thân em luôn á. Tiên, đồng nghiệp trong công ty em ăn nói kì vậy? Ủa, cái con ăn cắp sao mày lại tới công ty? Đi làm thì tới công ty, chứ không lại nghỉ việc chứ chịu tiếng quan. Nhưng mà nó ăn cắp, nó bị công ty đuổi rồi mà. Có thiệt là Lành ăn cắp không? Tất cả mọi người ở đây ai cũng thấy, tan chứng vật chứng rành rành, đúng không anh Tuấn? Đúng không chị Chi? Đúng rồi, ở đây ai cũng thấy tan chứng vật chứng rõ ràng, nhưng mà không ai thấy được cái đoạn camera hết. Camera gì? Anh nói gì vậy?